Đấy. Mà lần đầu tiên đi một mình, bảo có ai tự nhiên một mình đi, tự nhiên bốc vé không đi đấy một mình không? Có, thấy không? Mà mãi ngoài từ đầu tổ quốc kia đi đi cuối tổ quốc. Đó, bởi vì là có người bề trên, người ta theo người ta đổ cho mình đấy mà không biết. Mà nhá, tức là bọn con hẹn với anh em ở nhà đấy là về đi về trong xem bóng đá không đi chơi. Cái lúc con về đến An Giang kia con vừa đi vào khách sạn này còn vừa mới vứt cái pano xuống khách xuống giường á, bọn mấy anh em con hẹn gặp nhau ở nhà đấy, điện thoại bọn em đánh nhau vừa đâm chết người. Đó, chưa? Đấy, Chưa? các cụ côn riêng nhau Chưa lắm. luôn, nhiều Nhất nhiều là chứ đi chung với bọn đàn em là lên đường à, thì đó, lên đường luôn, bây giờ chưa về. chưa về ảnh hưởng lắm chứ bộ nhỏ. Mà bữa đó cậu đi chùa mà tự nhiên nhá, tôi từ cổng đã hẹn với chúng nó rồi, hiện là về chúng nó rủ mà hẹn xem bóng không biết không đâu mới là đá bóng, tự nhiên tôi đi bên cổng cá rồi thuộc đang ở làm ăn đi lễ như này, thì trước nghe người ta nói ở đi miếu bà chúa xíu châu đốc An Giang thiêng, mà đúng một mình cháu ra bên sân bay cắt đi ấy, một nuôi cháu mua vé cháu về Hải Phòng, cháu đợi tầm vài tiếng sau bay, cháu bay phát vào vào Sài Gòn đó, cháu xuống cháu ở cái đám chỗ cháu cái có cái gì đi xuống châu đốc, cháu đi xuống bà chú xứ đó, quát cái bà đó tôi kể ủa anh kia. mà mấy đứa kia hẹn đi chơi mà đi chơi ai ngờ nó làm chết Từ người bây giờ ta. năm thằng em tôi đi tù thì bây giờ mới hai ba ba thằng ra, 34 mấy nữa, hai thằng nữa, ba thằng nữa ra, Gì hả? bây giờ 6 thằng. Đi chơi nó xỉn cái nó lỡ tay vậy Đúng hả? rồi, tức là một ông anh thân của tôi mới làm cái quán hát đấy, thì ông ấy giao cho mấy thằng ở nhà ấy, an ninh cái kia tháng không gì không ít, thì nó làm về kiểu bảo an đấy. Thế là hôm ấy tôi đang nằm bóng ở nhà xem bóng, nằm bóng chơi nhau mù bóng à, thì cô bọn nó đến quán nó hát mà đuổi nó đánh cái thằng bưng bê ấy. Thế là bắt đầu mấy ông bên mới gọi mấy thằng này lên, hôm nay thằng này đi lên thì vừa vào bắt nó đấm thì bên lại đấm lại đúng Gì hả? thì lại, trong cái số bọn bạn em tôi ấy, trong số em tôi ấy, một thằng bạn của em tôi nó đang bị vợ biết nó kia, thế trong đối lúc nào nó cũng chủ con dao, nó vợ nó cặp với thằng Tây, nó trên Hà Nội về nó thì nó trong Sài Gòn ra là nó đút con dao đấy, nó tìm thằng Tây đấy, nó Để gặp nhà thằng trong Tây túi đấy, để tìm thằng Tây. nó chủ yếu về nó gặp tìm thằng Tây, nó gặp thằng Tây đó, là đúng lúc nó thấy bạn đánh nhau phát nó đi lên, thằng kia chạy cầu thang xuống rồi nó túm hóa đâm, nó gặp hóa đâm đấy, hai bên đánh nhau thì không sao, chém biết thôi, nhưng hai thằng bị đâm thì một thằng chết. Ê, Thế tính là ra con dao có sát khí mạnh quá ha, giữ thằng trong đấy dao trong người nguy hiểm quá thằng 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 bị thằng đâm chết ấy, thì là thằng đâm ấy thì đi 18 năm. đi tù 18 năm luôn. Còn mấy thằng em tôi thì 18 năm còn mau quá. thằng nhẹ thì 3 năm rưỡi, thằng nhiều thì 4 năm rưỡi. Cái người đâm người ta chết Má rồi ơi, mà. ông mà lỡ đi chung chơi là Ông quay khỏi clip về à? luôn. Hả? Ông Hot. quay clip à? Ừ. Quay em đi. Đang nói chuyện kể chuyện hay là sự linh ứng của bà chú xứ này kia, ông được ông bà độ đi chơi giục Ông cùng bà bạn bè chú xứ xấu nè, mà. tôi Ông nhưng mà cháu phải công nhận là cái đi chơi cùng bạn bè xấu mà không phần sao, tự nhiên né được, bà còn mấy thằng kia tự nhiên bị cháu đi cháu tù. là cái chân núi Vitoli ấy, cháu Ừ. vừa cầm cái gối à, vừa cầm pano cháu ném lên giường á, thì điện thoại reo, cháu cầm điện thoại cháu nghe đó, nghe đâu em cãi nhau được chết người. Chỗ vừa cãi nhau xong đâm chết người, nó nói nhẹ nhẹ nhàng quá ha, như phim. Trời ơi, còn hơn phim ấy chứ, thì dựng dở đâu. Đây này, tôi có một người, họ thiếu tiền tôi. Mà tay họ cầm tiền nha, rõ ràng họ nói vậy nè. Tôi có đây nè bà, mà tôi không trả cho bà đâu. Hỏi sao vậy? Tiền của bà nó ăn hên quá à, mà tôi không trả. Để tôi mượn đi rồi 2 tháng nữa tôi trả bà. Cái tôi nói ngay, tôi nói nghe, bây giờ con ở đâu? Tôi cho anh mượn 3 năm nay rồi, bây giờ anh không có trả hết, anh cũng trả tôi 5% để tôi trả lấy chữa bệnh cho con nói. Không, tôi không trả. 2 tháng sau đi, nghe tôi trả bà. Tôi mà không trả bà là bà móc mặt tôi, ông để đứng ngay trước cái bàn thờ cái bà một mặt của bà có bé tay nay mặt bà bự vậy rồi, cái cục đá mà nay mặt bự vậy rồi nè, nay mới có vô chưa, mấy năm anh chân vô chưa, nay bà chú xứ đó mặt bà to bằng cái mâm rồi này, nay bà to lắm, hồi đó cái bàn bà có tí vậy thôi. Cái ông là người ta nói đổi tượng bự hơn không đúng phải, tự nhiên cái cục đá càng ngày nó càng to đó con. Lúc đầu ở trên đầu bà đưa đưa xuống bà chỉ có bằng cái cổ tay này thôi nè, không? ở trên cái núi đó, núi Sam đó, đưa bà xuống là nó là cục đá
giống như người họ tạc giống như người rồi từ trứng rinh rinh mà sáu cô trinh nữ mới đưa bà xuống được đó. Sáu cô trinh nữ còn không là không rờ vào bà được, không thể nào rờ vào bà được, không khiêng được, bao nhiêu người mà khiêng được. Để sáu cô trinh nữ thì khiêng được à. Thế sau đến lúc mà ông nói vậy, hai tháng sau ông dạy cho cô tự nhiên cô ông tháng ba, tháng thứ ba ông đến nói này cô hai, cô hai, cô tư, cô tư hỏi gì, cô đâu rồi, ấy anh làm cái gì, mắt anh thao náo mà anh dòm em, anh hỏi cái gì kìa, trời cô tư, cô tôi trả tiền cho cô rồi cô đi, tôi xuống xuống bà chú sứ hỏi để làm gì, để xin lời thề của bà hôm nay tôi mờ mắt đuôi rồi tôi có tiền mà tôi không trả cho cô, mắt không thử mắt đỏ thao náo mà không nhìn thấy đồ luôn, không thấy luôn á, chứng kiến chính tôi đây, đừng thấy đừng nói ai, đừng có nói thầy vậy. Người chết hay là thần thánh đừng bao giờ thầy vậy, đúng thì có cũng đừng bao giờ thầy vậy này chết. Đó cũng lần đi núi Bà Đen đấy. Ừ.